Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất vui khi được gửi tới quý vị khán giả những tin tức mới nhất trong ngày và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mức nhận tới 30 triệu đồng trên người, ngoài ra người lao động còn được nhận quà, có xe đưa đón về quê ăn Tết. Đây là trích dẫn từ bài báo của Tiền Phong, thưởng Tết 2024 trung bình mỗi tháng công nhân thực nhận là 16 triệu đồng trên người. Công ty Sài Gòn Food đã công bố kế hoạch chăm lo Tết cũng như thưởng Tết cho người lao động. Theo đó, công ty này quyết định chi hơn 30 tỷ đồng chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Cụ thể, công ty thưởng 2 tháng lương cho người lao động, trong đó người lao động đã nhận trước 1 tháng lương chi trong năm, phần còn lại sẽ được chi trước khi người lao động về quê đón Tết. Mức lương thực nhận bình quân là 16 triệu đồng trên người. Đặc biệt, công nhân sản xuất có tay nghề cao, đạt các danh hiệu thi đua được thưởng gần 2,5 tháng lương với mức thực nhận gần 30 triệu đồng trên người. Công ty thưởng lương tháng thứ 13 cho toàn thể lao động với tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng, thưởng Tết Dương lịch 2024 với hơn 900 triệu đồng. Doanh nghiệp này thực hiện chi trả tuần phép năm bằng tiền cho công nhân sản xuất và chi thưởng thâm niên cho người lao động với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng. Công ty và công đoàn vẫn duy trì việc tặng quà Tết cho người lao động và đoàn viên trị giá hơn 540 triệu đồng và dành 1,5 tỷ đồng mua quà Tết, khen thưởng cho các cá nhân tập thể lao động xuất sắc. Bên cạnh đó, Sài Gòn Food tặng quà Tết, quay số trúng thưởng có giá trị cao cũng như vinh danh các cá nhân tập thể đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, lao động xuất sắc, mang lại hiệu quả trong năm với tổng chi phí cho các hoạt động là gần 1,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty dành hơn 1 tỷ đồng tặng cho công nhân sản xuất trở lại làm việc đúng hạn sau Tết. Nhằm tạo điều kiện cho người lao động về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết, năm nay công ty tiếp tục hỗ trợ đưa đón người lao động về quê và tổ chức tiệc tất niên cho người lao động không về quê. Năm 2023, trong bối cảnh chung hàng loạt các doanh nghiệp đang đối mặt với thực trạng kinh tế khó khăn như thiếu hụt đơn hàng, cắt giảm lao động, gặp khó trong việc tiếp cận vốn, công ty Sài Gòn Food vẫn nỗ lực đảm bảo việc làm cũng như chấp nhận không có lợi nhuận nhằm bảo toàn các chính sách, hoạt động chăm lo cho hơn 2.000 người lao động được hưởng một cái Tết đoàn viên ấm áp đủ đầy. Đại diện công ty chia sẻ, trước đó, một công ty chuyên về in ấn tại khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết về mức thưởng Tết 2024. Theo đó, mỗi công nhân sẽ nhận được 4 tháng lương. Đại diện công ty cổ phần in số 7, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết mức thưởng Tết Giáp Thìn năm 2024 của công ty gồm lương tháng 13 bằng 4 tháng lương thực lãnh. Bên cạnh đó, công ty còn thưởng theo hình thức bầu ABC, trung bình 3,5 triệu đồng trên người. Tết Dương lịch 2 triệu đồng trên người. Tết Nguyên đán 7 triệu đồng trên người. Vào đầu năm mới, mỗi người lao động còn được công ty lì xì 1 triệu đồng trên người. Như vậy, mỗi lao động tại công ty bình quân nhận được tiền thưởng Tết từ 80 đến 100 triệu đồng trên người. Công ty đã phát thưởng từ tháng 10 cho đến ngày làm việc cuối cùng của công ty năm 2023. Ông Trương Hoàng Tâm, chủ tịch công ty cổ phần in số 7, sau dịch Covid-19, công ty lâm vào hoàn cảnh khó khăn khi giá nguyên liệu tăng. Song song đó, công ty phải cạnh tranh gay gắt cùng nhiều công ty in trong và ngoài nước khác. Tuy nhiên, xác định in 7 phát triển theo hướng đi riêng và tập trung vào kỹ thuật in cao cấp, công ty đã trang bị những máy móc hiện đại nhất và cho một số kỹ sư, công nhân lành nghề sang Nhật học tập. Để vượt khó, tất cả phòng ban, người lao động công ty đều cố gắng để tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ. Năm 2023, công ty đặt ra mức doanh thu 473 tỷ đồng và hiện chúng tôi sắp đạt con số này và có khả năng sẽ vượt. Với mức thưởng Tết đã được công bố, tất cả người lao động công ty đều rất phấn khởi. Ông Tâm cho hay, hiện thu nhập bình quân của 276 người lao động công ty bình quân 23 triệu đồng trên người trên tháng. Trước đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo tình hình lương thưởng Tết trước ngày 22 tháng 12. Sở đề nghị các doanh nghiệp quan tâm thực hiện tốt việc trả lương, trả thưởng cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 nhằm ổn định tình hình lao động, việc làm, quan hệ lao động. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Thinh cho biết, trong tháng 12 và đầu năm 2024, ngành lao động tập trung theo dõi, giám sát trả lương, thưởng Tết, các khoản hỗ trợ cho người lao động. Với nhóm mất việc gặp khó khăn, Sở phối hợp với tổ chức công đoàn chăm lo cho khoảng 139.000 trường hợp với tổng kinh phí 71 tỷ đồng. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các quận huyện có kế hoạch về chăm lo cho người lao động các trường hợp thuộc diện chính sách trong dịp Tết. Tình hình kinh tế năm nay khả quan hơn năm ngoái, song chị Phạm Thị Thủy, quê Thanh Hóa, công nhân khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội vẫn không được tăng ca làm thêm.
Theo chị Thủy, trong bối cảnh khó khăn, công ty có đơn hàng, công nhân được đi làm ca chính đã là điều may mắn. Cách đây hơn 2 năm, thu nhập của nữ công nhân này luôn ở mức trên 10 triệu đồng trên tháng, còn hiện nay mức lương trên 7 triệu đồng trên tháng đã là nhiều. Khó khăn thật, nhưng nghĩ lại thấy mình vẫn may mắn hơn nhiều công nhân khác vì có việc làm, chị Thủy bộc bạch. Những ngày nay, công nhân trong công ty chị Thủy kháo nhau về việc thưởng Tết, chị Thủy cũng xốn xang khi nhắc đến khoản tiền này. Với chị và nhiều công nhân, thưởng Tết là khoản tiền để chị gửi biếu ông bà, nội ngoại, mua cho hai con nhỏ bộ quần áo mới. Năm ngoái, mỗi công nhân được thưởng Tết một tháng lương, công đoàn còn tặng quà Tết, bố trí chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê. Năm nay, chưa nghe công ty thông báo có thưởng hay không, chúng tôi thấp thỏm lắm, chị Thủy bày tỏ. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, trưởng phòng tổ chức hành chính, công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác nhân lực và thương mại quốc tế Inchaco cho biết, năm nay, tình hình kinh tế của công ty khả quan hơn năm ngoái. Công ty luôn coi việc chăm lo chế độ phúc lợi cho người lao động là việc quan trọng và ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi đã lên kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán 2024 cho người lao động trước khoảng 3 tuần cùng với quà Tết. Công ty cũng tạo điều kiện cho người lao động xa quê được về quê sớm, bà Loan nói. Bên cạnh đó, báo Người Lao Động còn có bài viết, mỗi dịp Tết công nhân phải gánh rất nhiều khoản chi tiêu nên ngóng chờ thưởng Tết là tâm lý chung. Chị Nguyễn Thị Bắc, công nhân một công ty may đóng tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đang rất nóng lòng khi nghe công nhân trong khu trọ bàn tán về thưởng Tết. Công ty của chị Bắc từng là một điển hình thưởng Tết khi mức thưởng Tết hàng năm từ 2 đến 3 tháng lương. Nhưng từ đầu năm đến nay không có đơn hàng, công ty sản xuất cầm chừng, công nhân chỉ làm 4 ngày trên tuần. Thu nhập giảm còn một nửa so với trước nên nhiều công nhân nghỉ việc. Đến nay, ban giám đốc vẫn chưa nói gì đến chuyện thưởng Tết. Chúng tôi rất lo lắng không biết năm nay có thưởng hay không, chị Bắc thở dài. Tại Bình Dương, nhiều công nhân cũng đang thấp thỏm về tình hình thưởng Tết sau thời gian dài công ty giảm giờ làm. Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, công nhân một công ty may bao bì trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một vẫn chưa dám hứa với gia đình có về quê đón Tết hay không. Chị Tâm cho biết đã hơn 2 năm ăn Tết xa quê, vì vậy năm nay chị rất muốn về sum họp cùng gia đình. Thế nhưng, nghĩ tới khoản tiền tàu xe, quả cáp, chị lại giàu dĩ. Cả năm nay, công ty ít đơn hàng, công nhân bị giảm giờ làm, có khi một tuần đi làm chỉ 2-3 ngày. Cả năm đã vất vả, chỉ mong có khoản tiền thưởng Tết để về quê. Nếu không có thưởng thì tôi chẳng dám nghĩ đến chuyện về quê, chứ nói chi đến sắm Tết. Chị Tâm bộc bạch. Ghi nhận tình hình lương thưởng Tết, nhiều cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết thưởng Tết năm nay sẽ ảm đạm hơn mọi năm. Ông Nguyễn Thái Thành, Phó Chủ tịch Công đoàn các khu chế xuất công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những năm trước, thưởng Tết bình quân của các doanh nghiệp là 1,3 tháng lương. Những đơn vị khó khăn nhất cũng thưởng tháng lương thứ 13. Năm nay, tuy chưa nhiều đơn vị công bố nhưng theo trao đổi nhanh với các công đoàn cơ sở thì Tết Giáp Thìn 2024, đa số doanh nghiệp thưởng một tháng lương 13 và có doanh nghiệp sẽ không có thưởng. Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 28 tháng 11 mới có 8 trên 178 doanh nghiệp thông báo kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động. Theo đó, mức thưởng Tết bình quân của người lao động là gần 8 triệu đồng trên người, cao nhất là 88 triệu đồng trên người, mức thưởng thấp nhất là gần 4,7 triệu đồng trên người. Các doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng vẫn cố gắng duy trì mức thưởng Tết cho người lao động bằng năm ngoái. Tuy nhiên, cũng có nơi mức thưởng Tết giảm 50-70%. Công nhân nghĩ đến thưởng Tết 2024 mà toát mồ hôi vì vui buồn lẫn lộn khi có người lo chẳng có cái bánh chưng, người dự tính rủng rỉnh chi tiêu. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.